Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con Nguyễn Ngọc con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa hôm nay là ngày thứ ba, 25 Tây tháng 1 năm 2021 dương lịch. Cũng là nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mới đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam mô Bụt Thầy. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ chúng con, dạ, tôi không biết sư có nghe được con không à. Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con à. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng bánh chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biên tri. Con xin sám hối để con xin tắt bạch lời. Uka samayang phante tisajane nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bi mayang phante tisajane nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama tati yam bi mayang phante tisajane nasaha athang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quý giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đảnh chánh biên tri.
Buddhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sanghang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami, là thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bata Veramani Sikha Badang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vetramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Vetramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Vetramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musa Wada Quê Ra Ma Ni Sê Khá Bà Đăng Sắc Ma Đi Yà Mị. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musa Wada Quê Ra Ma Ni Sê Khá Bà Đăng Sắc Ma Đi Yà Mị. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Tu sa mê ra yama chắc bạc ma đắc thà na về ra ma ni sĩ khá bà đăng sắc ma tị a mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Su ra mê ra yama chắc bạc ma thà na về ra ma ni sĩ khá bà đăng sắc ma tị a mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vika lavo jana ve ramani sikha badang samma diya me. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lafu chana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha gita wa dita visu garasana ma la gần thân thể bất tạ tha tha na man đa na vi phụ sanh tha na về ra ma ni sĩ khá bà đăng sắc ma đi ca mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nắc cha di ta wa di ta vi su ca da ta na ma la gan ta vi le pa na tha cha na man na na vi phu sa na tha na we cha ma ni si kha pa dang sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Úc cha si na ma ha si ya na về ra ma ni si kha ba đằng sắc ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Úc cha sa ya na ma ha sa ya na về ra ma ni ba đằng sắc ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Im mang át thang gác sám mạnh nà gác tàng bút tháp bành nhát tàng úc bồ sát thang im mang chá rát tình im mang chá đi quá sang sám má đề quá á phí rác kí tùng sám má đi dạ mị. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani upo sasi vala sena iman jaratan iman jidivasang sahatukang katwa apamadena sammar kitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti, si la na pho ga sam ba da, si la ni ni po tan yan ti ta sa ma, si lang vi so nda ye. Người giữ hằng được phú túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
xa thụ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu y Phật sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Thân là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thanh duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Tha Ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức và kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet qua Pantalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, và Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu được tỉnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2022 Phật lịch 2565, bài học hôm nay môn học kinh tương ưng Sanyutta Nikaya chương 3 tương ưng Kosala phẩm thứ 3 bài 3 kinh Thế Gian Lokasuttang, những tác hại, những pháp tai hại cho cả thế giới, do Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình và sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Chúng ta học thắng pháp, chúng ta biết rõ căn bất thiện là căn tham sân si. Từ cái căn tham sân si đó mình là tương ưng tạo thành cái pháp, cái tâm bất thiện và những cái pháp đồng sanh. Và khi mà con người bị tham sân si chi phối, nó sẽ đưa đến cái sự hành động, lời nói hay suy nghĩ nó thuộc về bất thiện. Từ thứ đó mới đưa đến cái quả gì thuộc không tốt đẹp, quả gì thuộc đắng cay. Chúng ta có rất nhiều đoạn kinh rải rác ở đây, Đức Phật Ngài nói về cái sự tác hại của tham sân si. Và chính vì vậy mà khi chúng ta đọc trong bài kinh này, Đức Phật nói tham sân si là cái pháp mà nó sanh khởi, nó làm hại cho đời. Thì ở đây chúng ta phải hiểu qua cái chữ đời. Đời là người khỏi với hành vi. Thì đời đây là ám chỉ cho cái sattaloka. Sattaloka là chúng sanh. Và tại sao nó làm hại? Và tại vì chúng sanh khi mà có tham sân si chi phối mới tạo nên những ác nghiệp. Và do những ác nghiệp đó, cho nên nó bị rơi vào đọa xứ địa ngục. Hoặc là do tham sân si chi phối, cho nên nó làm cho cái cuộc sống này, mặt trời mặt trăng, nó đảo lộn, thời tiết đảo lộn, rồi sinh ra bệnh tật vân vân. Nó có nhiều thứ để nói. Cái này thì chúng tôi chỉ gợi ý cho Thượng Tọa Giảng Sư có cái hướng để chúng ta giải thích. Đó ý nghĩa rất là quan trọng. Bây giờ thì xin mời cô Tình Hạnh đọc cho chánh kinh, và sau đó xin cung thỉnh gọi tôi về vì giảng sư hôm nay thuyết giảng bài học này. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin phép đọc chánh kinh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tại Sư đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Những pháp tai hại cho cả thế giới, kinh Thế Gian, Loka Suttang, chương 3, tương ưng Cô Xá Lá, phẩm thứ 3. Trong bài kinh Purisa Suttang, chương 3,
tương ưng Khô Xá Lá phẩm thứ nhất có nội dung gần giống bài kinh này, chỉ khác ở điểm là vua Pasenadi hỏi pháp nào khi sanh khởi trong nội tâm mang lại tai hại, khổ đau và bất an, thì trong bài kinh này nói hỏi về pháp sanh khởi trong cuộc đời, một câu hỏi về cá thể, một câu hỏi về đại thể. Dù vậy, Đức Phật trả lời giống nhau là cả hai đều là ba pháp tham, sân và si. Ba thứ phiền não này tất nhiên là những uế nhiễm nội tại của chúng sanh, nhưng cũng mang tính phổ cập cho cả thế giới. Đây là một trong những đặc điểm của Phật Pháp. Có những việc tưởng chừng rất riêng lại là mẫu số chung, và cũng có những vấn đề dường như vô cùng rộng lớn lại có thể nhận diện và tìm ra đáp số ngay bên trong nội tại của con người. Kinh văn tại Sawatthi, ngồi xuống một bên, vua Pasenadi xứ Khô Xá Lá bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời khi sanh khởi lên đưa lại tai hại, đau khổ, bất an? Này đại vương, có ba pháp ở đời khi sanh khởi lên đưa lại tai hại, đau khổ, bất an. Ba pháp ấy là gì? Này đại vương, tham là pháp ở đời khi sanh khởi lên đưa lại tai hại, đau khổ, bất an. Này đại vương, sân là pháp ở đời khi sanh khởi lên đưa lại tai hại, đau khổ, bất an. Này đại vương, si là pháp ở đời khi sanh khởi lên đưa lại tai hại, đau khổ, bất an. Này đại vương, đây là ba pháp ở đời khi sanh khởi lên đưa lại tai hại, đau khổ, bất an. Tham, sân cùng với si, ba ác tâm con người gây hại cho tự thân như trái giết trê sậy. Thích văn: Lô phô đô sô chá mô hô chá, tham, sân và si. Phú rí sân, bà bá chê tá sân, ba ác tâm con người. Him sân tí, ác tá, sân phu ta, gây hại cho bản thân. Tá chá sa răng quá, xâm phá lâm tí, như trái giết tre sậy. Thích nghĩa: chữ ta chá sa rá chỉ cho các loại cây thân rộng ruột, vì phần cứng chính là vỏ như lau, sậy, tre trúc. Những loại cây này có đặc tính là khi đơm hoa kết trái thì sẽ chết, rất ít người thấy được hoa trái của tre trúc và sậy. Tỳ kheo Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và thưa chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh thường tọa tuệ quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giới. Giờ thưa để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân. Xin lỗi, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tự Trí, Đệ Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tôn nữ cùng Sư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Bhutan Phakawantan Apivade Miswa Khato Phakawata Thammo Thammang Namasa Mitsupatipanno Phakavato Sávakasangho Sankhangnamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Có thể nói rằng bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy nghe chỉ nói là Đạo Phật nói về tham sân si trong nội tâm con người là như thế,
nó gây cái đau khổ con người như thế này như thế kia. Nhưng không, không phải riêng gây cái sự đau khổ cho chính mình, mà nó làm tai hại cho người, cho người khác, cho cuộc đời luôn, đúng vậy đó, cho tai hại cho cả thế giới này. Bởi vì như lời dẫn nhập của sư phụ Từ Siêu, cái căn gốc bất thiện của chúng ta, tham sân si, căn tham, căn sân, căn si. Nhưng không phải nó tự động mà nó xuất hiện. Chúng ta nói ở tánh tôi là vậy, 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 không cái tánh gì hết, là chính là cái tâm ác của mình. Tham dục, sân độc và si mê. Nếu chúng ta không điều chỉnh nó là chắc chắn chúng ta phải đau khổ, mà người khác, người thân của chúng ta đồng đau khổ. Nó một cách rộng hơn, người xung quanh chúng ta đau khổ, và những người, ngay cả những loài chúng sinh ba giới bốn loài cùng đau khổ. Nên như vậy có thể nói rằng là tất cả những niềm vui và những nỗi khổ đều được xuyên qua cái tánh tham, cái tánh sân, tánh si này. Bởi vì con người đã là như thế, tại sao mà Đức Phật Ngài trong nhiều bài kinh nói đi nói lại những phiền não mà cơ bản, căn bản gốc của nó xuyên qua tham sân si này. Nhưng phải nói rằng chúng ta mới giãn rộng ra hơn. Tham thì nó có tham kiến hạn, sân lẫn hối, si vô tạp vô vi phóng dật, vân vân. Thì nó đi theo một cái chủng bất thiện của nó, đi theo một cái tùy thuộc bất thiện của nó, chúng ta gọi là cái sở hữu của nó. Mà khi mà một chuyến xe luân hồi khởi hành, từ khi chúng ta tử và sanh ra trong cuộc đời, là chuyến xe luân hồi đó khởi hành, nó vòng quanh, mà khi nào chuyến xe đó còn, hay nói một cách căn bản hơn, cái sự hiện hữu của chúng ta còn, mà chúng ta không có cái sự tu tập để chấm dứt nó, thì chắc chắn rằng đau khổ sẽ còn. Cái tham, như chúng ta thấy, tại sao vua Pasenadi đến bạch Phật, có bao nhiêu pháp ở đời khởi lên lại tai hại đau khổ bất an. Đức Phật nói chỉ có ba pháp, đó chính là tham sân si. Khi khởi lên đưa đến tai hại, đưa đến đau khổ, đưa đến bất an. Mà chính Đức Vua đã đang bất an trong với cái vị thế làm vua của mình, nhưng cũng khổ chứ không phải là không khổ. Và kính thưa quý vị, chúng ta được nghe nói rằng người giàu cũng khóc, chứ không phải là người nghèo mới khóc. Tất cả chúng sinh, giàu cho là các vị trời ở các cõi trời dục giới, hay là cao hơn cõi trời sắc giới, và cao hơn nữa cõi trời vô sắc giới, đối với các vị phạm thiên chứng thiền, thì các ngài hưởng thiền ở cái tuổi thọ của mình, và cuối cùng khi hết tuổi thọ thì những niềm đau nỗi khổ, cái tham, cái sân, cái si này nó còn ẩn tiềm ở trong lòng các vị. Như chúng ta học cái phần đang học ở bên Vi Diệu Pháp, cái phần mà bất thiện tập yếu á, thì chúng ta mới thấy được ở trong đó nó có ô khác. Nó là Anusya, rồi có Niwana,
Nivarana, tức là những cái pháp bọc kết, có kết và tìm miếng đó. Cái tâm tham mình như là một dòng thác lũ mà. Và cái lòng sân mình cũng như là một trận đại hồng thủy. Và giữa cái tham cái sân này, tại sao khi mà chúng ta tham một cái thì không bao giờ dừng lại được, nó bất tận. Mà Ngài Giác Sát đã nói rằng, ta đã thấy bao nhiêu người chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, dầu cho vua chúa giang sơn rộng khắp biên thùy, nhưng muốn nữa, muốn bút biên thùy mình rộng mãi, mà muốn như vậy mới đem binh xâm chiếm lấn ướt nước người ta, vân vân. Bởi vì cho nên Ngài mới nói rằng tất cả, về cả vua chúa, về cả chuyện gia đình, về tất cả mọi thứ, ta từ bỏ tất cả để ta làm một cái người, một người không có bị vướng mắc, không có bị dính mắc vào cái tham quá nhiều, cái sân, cái si. Tinh thần ví dụ pháp á, căn tham, căn sân, căn si. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ, vì si này có mặt, hay là nói theo 12 duyên, chính là vô minh còn có mặt. Mà vô minh là gì? Là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, chính là vô minh. Tức là không hiểu về sự khổ, không biết về nguyên nhân sinh khổ, không hiểu về cái sự chấm dứt khổ, và không biết con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, thì chúng sinh chưa hiểu về, chúng sinh còn đang đau khổ, còn đang lăn trôi sinh tử. Mà chính Đức Phật đã nói trong một kinh dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ, không tự tri, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường để đến khổ diệt, mà chính ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Vô minh có mặt thì giống như là vận hành bộ khổ quẩn có mặt. Vô minh đó chính là si, chi pháp của nó là si. Chính vì cái sự mê mờ, chính vì cái sự không hiểu rõ về nhân quả, về chân lý, cho nên chúng ta mới làm, chúng ta mới khởi lòng tham. Cho nên si ở đây là gốc tham, gốc của cái tham á, nó khởi sinh lên là từ cái sự si mê, bắt đầu tánh tâm của mình mới tham. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Và cũng như từ cái lòng sân hận, giận quá mất khôn mà, giận quá mất khôn, cũng do cái vô minh nó che khuất, cho nên chúng ta không có trí tuệ. Cho nên chúng ta có thể, mà cái lòng tham á, cái tâm tham á, là cái tâm kháng khích, hưởng lạc, tìm để hưởng lạc cảnh, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Còn sân cũng do vô minh này mà chúng ta, vô minh là gốc này, nó dẫn đầu, nó che khuất, cho nên chúng ta mới quy diệt đối tượng. Chúng ta mới gì? Mới sân, tật, lận, hối. Cũng như cái tham, khi nó dẫn đến cái tham, thì chúng ta mới cái tham, tà kiến, ngã mạn mới được dẫn đầu. Và cũng chính vì cái si nó căn gốc đó, cho nên cái si là cái gì? Nó vô tạm, vô biết và phóng dật. Chính vì chúng ta không ghê sợ và chúng ta không hậu thẹn tội lỗi, nó vô tạm vô quý. Và tâm của chúng ta buông luôn, giải đãi, không có tu tập, thời phóng vật khởi sanh lên. Nó chạy lung tung lang tan á, không bao giờ định trụ lại một chỗ hay là ghi nhớ ở một nơi. Và nó cứ chạy như vậy. Một con người, chúng ta thấy tại sao ngày hôm nay ở trong cuộc đời mọi người than khổ, lúc nào cũng khổ, cõi nào cũng khổ, giới nào cũng khổ, nhưng càng về sau này
chúng sinh nó bất an nhiều hơn. Ngày xưa, cách đây hơn 25 thế kỷ trước, chúng sinh đã cũng bất an. Ngày hôm nay càng bất an hơn nữa. Mà cái sự bất an đó là do cái gì? Do cái tấm lòng tham lam, do cái tấm lòng sân hận, do cái lòng si mê của con người, hay do cái tận hối, cái ganh ghét, cái oán hờn, cái tính lòng tham lam của mọi con người, mà mỗi con người không bao giờ biết dừng lại. Mà bởi cho nên con người tàn phá thiên nhiên, tàn phá sinh linh, cướp bóc, gian dối, xâm hại, giết chết người để đạt được cái lòng tham của mình, hay là đánh đập, tìm kế hại người vì cái lòng ganh ghét, cái lòng sân. Từng cá thể xuyên qua từng tổ chức, rồi cả một đất nước và cả thế giới này, nó chia ra từng phe, từng phái, từng chốn người, tất cả nó bị được thiết lập trên một quy trình của tham ái, của tham, của tà kiến, của ngã mạn, của sân, tật, lẫn hối, mà do vô tầm vô quý phóng vật này chủ trì, hay là do vô minh nó chủ trì. Chúng ta thấy biết, ai cũng biết rằng nếu như không biết gìn giữ thiên nhiên, không biết bảo vệ môi sinh, thì chắc chắn rằng cái bầu khí quyển này, cái hơi thở của chúng ta, nó sẽ không còn. Hay là chính vì con người tàn phá về thiên nhiên, đốn cây hạ rừng, săn bắt, đánh bắt, nó cạn kiệt tài nguyên, cạn kiệt cái môi trường. Vậy thì những sự bảo tâm cuộc đời này nó xuất hiện đến. Chúng ta đã đi ngược lại cái bánh xe lịch sử, một quy trình của trật tự của nhân sinh này, thì bánh xe lịch sử nó sẽ nghiền nát tất cả. Cho nên chúng ta biết ngày hôm nay tất cả khoa học đã phát triển quá nhiều. Bởi vì cho nên các nhà cao tầng đã được xuất hiện, nhiều nhà máy để chế tạo ra sản phẩm này, vật phẩm kia, quả thật để phục vụ lại cho nhu cầu của kiếp con người. Cho nên tàn phá thiên nhiên. Quý vị biết ở Sài Gòn đó, càng xây dựng nhiều, bây giờ quý vị biết tất cả những cái đường nước nó dẫn, để nước nó rút hay là nước nó dâng lên, thủy triều dâng lên gì, nó đều bị cản lại hết. Mà thế là nó chỉ còn một vài chỗ cho nó dồn nước. Nó dồn nước mà cứ càng nhiều như vậy, càng nhiều xây dựng, nó bích tất cả những cái đường chảy hết. Cho nên ngập lụt một cách khủng khiếp. Vào cái mùa mưa hay vào cái mùa tháng mà nước lũ, chúng ta đi vào những cái trung tâm Sài Gòn rất là mệt mỏi, hay là ngoại ô, cái khu vực ngoại ô hay là khu vực trung tâm, cả hai cũng đều chết. Bởi vì xe chúng ta đi bằng xe gắn máy hay đi xe ô tô lội trong biển nước, thì đó chính là do cái gì? Do chính con người, chứ không ai hết. Nói một cách rộng hơn, cái thế giới này mà chúng ta cho tức là hiệu ứng nhà kính, các cái khí CO2 nó đưa lên cái bầu trời, nó nóng quá làm cho băng cũng tan, mà băng cũng tan thì nước biển nó dâng lên, mà từng tảng băng lớn ơi lớn nó tan ra là do cái gì? Do cái lòng của con người. Ngày xưa đó, người ta chỉ giết một người, hai người, nhưng ngày hôm nay bằng những cái thứ thuốc độc giết nhiều người, một cây súng, một cái vũ khí chỉ bắn ra một hai viên đạn, nhưng ngày hôm nay một cái đại pháo đó 100.000 viên đạn có thể phóng đi
để sát hại kẻ thù, sát hại cái đối tượng, có như là hủy diệt cái kẻ thù của mình, hay là những người không đồng với cái vai trò, cái quan điểm của mình, vân vân. Họ chỉ làm được thế mạnh, được yếu thua thôi. Mà cái đó xuất phát từ cái gì? Từ cái lòng khủng khiếp của cái con người mình. Quý vị có tin không? Cái lòng tham của con người đó. Cái một mớ rau nó đang héo khủng khiếp, mà vì muốn bán được, vì cái lòng tham tiền, người ta chế một thứ thuốc tích tắc, khoảng chừng 5 phút, một mớ rau đang héo như vậy mà nó xanh tươi đẹp rực rỡ. Quả thật những cái thứ đó chúng ta thấy tận mắt thì khủng khiếp. Thì những cái thứ đó ăn vào thì chắc chắn rằng nó hại cho mình thôi. Và rồi, kính thưa quý vị, bằng nhiều cái công nghệ, nó không có theo mùa, cây trái không có theo mùa, không có theo một quy trình nào cả. Mà bây giờ thí dụ như là tháng giêng cam ra hoa, tháng ba cam đậu. Bây giờ không cần tháng giêng tháng ba nữa, mà tháng nào cũng có cam. Mít sồi ổi mận, người ta có nhiều cách. Một là dùng thứ thuốc, hay hoặc đi ngược lại một cái quy trình, hay là tác động một cái quy trình ngược lại. Cho nên lúc nào những trái cây nó cũng có cho chúng ta ăn. Nhưng quả thực chúng ta ăn những trái cây đó mà nó nghịch mùa, toàn là những trái cây độc không. Và phải dùng thứ thuốc, dùng thuốc để kích thích, dùng thuốc để mà nảy cho nó ra trái. Hay là rau cỏ cũng vậy đó, càng tươi nhiều chừng nào thì ăn vào nguy hiểm. Cái này là do cái gì? Do cái tấm lòng của con người. Nó một cách rộng hơn, cái tấm lòng của con người đó nó hại do cái thiên nhiên. Tất cả những cái chúng ta gọi là cái quy luật của thiên nhiên. Ví dụ như bây giờ ở nơi đó đó, nó có nhiều chuột bọ, thì ngược lại có như là nó tương sinh tương khắc với nhau. Con này nó cắn con kia nó tiêu diệt lại con nọ. Còn quy trình của nhân sinh nó là như, của nhân thế nó là như thế. Bây giờ chúng ta muốn diệt coi như chết hàng loạt, cũng như vũ khí vậy đó, giết người hàng loạt. Rồi một cao cấp hơn, các cái thứ mà không phải còn mà chế bom napalm hay là bom nguyên tử, hay là những những cái đại pháo mà giết chết người hàng loạt bằng những cái vũ khí khủng khiếp. Bây giờ có những thứ vũ khí nó vô hình, không thấy, không nhìn được, chỉ nhìn bằng một kính hiển vi, bằng cái tư cách chuyên ngành mới nhìn thấy được, như chúng ta thấy bệnh sát. Cũng chính là do cái gì? Do đâu ra? Cũng do con người. Con người tạo tác để hại nhau. Vì cái đó là gì? Chính là do cái lòng tham, cái lòng sân hận, cái lòng ganh ghét và cái sự si mê của con người. Mà nhiều bài báo đã nói rằng, thể nói tất cả sinh linh đồ thét, đau khổ, mệt mỏi, khủng hoảng do con người tạo ra, chứ không ai tạo ra ai cả. Tự mình nó làm tai hại cho mình, nó là như vậy đó. Chúng ta thấy một người ngày hôm nay không ai có thể tin được ai. Tại sao như vậy? Bởi vì thế gian này gian dối, gian xảo và dối lừa, cho nên không ai tin ai được hết. Từ cái chỗ mà từng người không tin nhau, từng tổ chức không tin nhau, từng đất nước không tin nhau, từng chủ thể chủ trương không hợp nhau, chắc chắn rằng phải đối đầu nhau. Mà từng có đối đầu nhau như vậy thì chúng ta phải dùng thủ đoạn, cũng chính là cái lòng tham, lòng sân, lòng si này để gây hại. Hay là muốn làm được một cái vật loại này, cái món vật
để phục vụ cho tiện nghi sinh hoạt. Cho nên, kính thưa quý vị, chúng ta đã tàn phá rất nhiều cái tài nguyên hay là cái thiên nhiên, cái tài khoản hay tài nguyên của cuộc đời này. Như chúng ta thấy ngày hôm nay, rừng quý mà chúng ta, tức là rừng nguyên sinh, nó không ít, còn ít lắm. Mà cái đó chính là cái trái phổi của nhân loại. Và các cái công nghệ, quý vị biết tìm nước sạch nó không có khó như ngày xưa. Họ khoan, họ dùng các cái nước ngầm quá nhiều, cho nên các mạch nước đó nó cũng bị tắt đi. Rồi quá nhiều chất thải công nghiệp đổ ra, cho nên mạch nước ngầm cũng bị ô nhiễm. Cho nên nó đe dọa tất cả cuộc đời này, cũng chính do cái lòng tham của con người. Dạ. Phải nói rằng ở đó phải là chúng ta hài tội hài dám gì ở trong lòng của con người, của nhân sinh ở một đất nước nào cả, mà nói chung toàn thể ở cuộc đời này, cái thế giới này, mà khi chưa chịu trách nhiệm, không ai chịu trách nhiệm hết. Đúng vậy đó, cha chung không ai khóc hết. Nó là như vậy, không ai chịu trách nhiệm. Mà nước nào nấy làm theo một cái quy trình của chính mình. Thì ở đây, kính thưa quý vị, tại sao Đức Phật Ngài trả lời một cách khẳng khái cho vua Ban Senadi? Là do cái gì? Đưa đến cái sự bất an, đưa đến cái sự tai hại, đưa đến cái sự đau khổ. Chính lòng tham, lòng sân, lòng si. Bây giờ, nếu chúng ta sống với một người mà có tu, có giữ giới, ở đó họ ngăn chặn bớt cái lòng tham, lòng sân, lòng si, chúng ta cảm thấy nó vô hại. Còn nếu như gần cái người mà có cái tánh khí độc ác, có cái tính tham ác, có tính sân ác, có tính tà kiến ác, thì chúng ta cảm thấy đe dọa tai hại vô cùng bất ổn. Bởi vì trong một cái vô quý thí cho người ta cái bình an, cho người ta cái an toàn, cái an ổn, đó cũng là một cái phước báo. Có một số người tưởng đâu mình là hay, coi như mình là ba ngon sáu bảnh lắm, tưởng là mình coi như là anh chị giang hồ dữ dằn, để cho người ta khiếp, cho người ta sợ. Thì cũng như vậy, họ tự họ làm một cái họ làm một cái việc ác. Mà khi họ làm việc ác như vậy, họ không biết cho là cái việc ác, họ cho là cái việc đó là hay, cần phải làm như vậy, cần phải tỏ ra mình là một con người sang chảnh, điệu nghệ và mạnh mẽ. Nhưng sự thật, trong cái sự ngang, trong cái sự trái ngang của những người đó, tức là chẳng qua mạnh được yếu thua, với người này thì mình hơn, với người khác thì mình thua. Chứ không cũng chả là chúng ta được vua làm quan gì cả. Mà cứ thấy cái gì, thấy cái bạo lực, thấy cái sức mạnh của mình để lấn lướt, hay là lấy bằng nhiều cái sức mạnh của nhiều người để hiếp đáp người ta, hay bằng nhiều cái sự lừa gạt vì cái lòng tham, cho vay mà chúng ta biết cho vay nặng lãi, chỉ có vài ba triệu mà nó đến sẽ vài chục triệu sẽ đến vài trăm triệu tán gia bại sản. Nhiều cái tính cách tính lãi mà mình nếu đọc báo mà giật mình. Sao con người lại khủng khiếp như vậy? Họ chỉ biết cái tiền thôi, chẳng biết cái gì hết. Đã lỡ vướng vào rồi, thì họ cộng coi như là cộng 3, cộng 7, nhân 3, nhân 7 gì, chúng ta chết. Biết bao nhiêu người khủng khiếp và đau khổ, tai hại. Thì không có một nói riêng ai cả. Mà đó là cái lòng tham chung của con người. Kính thưa quý vị, khi nào mà tâm của con người đó biết dừng lại, có lòng tàn, có cái lòng quý, biết ghê sợ và hổ thẹn, thì ngày đó, khi đó, có thể ổn an một chút,
Khi người thấy mình, mình thấy người ta có điều kiện hơn mình, tốt hơn mình, mình không có cái khởi lên cái lòng ganh tị, tật đố. Khi mình bỏng sáng thì mình tự mình cảm thấy rằng cái chuyện của mình không có lo. Nhưng khi mà bây giờ mình phải biết giữ, phải biết phòng thủ, chứ chúng ta không có bây giờ nghĩ tưởng tới tha nhân. Đến khi chúng ta chết, chúng ta cũng bỏ lại tất cả. Nếu chúng ta có nhiều cái điều kiện, tiền của, rồi đến khi không có, ra đi cũng chẳng có đem theo một cái gì. Họ hiểu như vậy, nhưng bọn sẽ vẫn keo kiệt, vẫn là keo kiệt. Không trách chi chi cho người thế gian, mà cái cả những người tu kia, là các vị tu sĩ, hay trong chư tăng, mình cũng nói thật luôn, họ là những vị giảng sư, những vị pháp sư, chưa bao giờ thấy họ làm một hành động thiện phước cho thầy tổ, cho cha mẹ, cho người thân của họ một cách buông bỏ, cái buông bỏ những gì họ có. Đừng nói chi là hạng phàm phu chúng sinh, người của thế gian thì nó quá là ghê gớm rồi. Họ cứ nhân danh công lý, như thế này, nhân danh công lý như thế kia, rồi không làm. Cái điều này phải nói rằng chúng tôi cũng nói thẳng ở trong chư tăng chúng tôi cũng nói nhiều khi, mà nếu mà ngồi xung quanh thì cũng huynh đệ thân gần thì cũng nói thẳng luôn, nói thẳng thật với nhau. Mình là người tu, mình hưởng phước Phật, chứ mình cái đó không phải là của mình, của ta, của mà tăng được nhận, tăng được hưởng đó là nhờ cái phước của Tam Bảo, nhờ cái phước của Phật. Bởi vì những người vì tín lý nhân quả đem đến dân cúng, vì tín lý nhân quả, tin Đức Phật, tin Đức Pháp, tin Đức Tăng, người ta mới dân cúng, người ta đánh lễ, người ta cúng dường, người ta làm như thế là vì một niềm tin Tam Bảo. Chứ không ai theo thiếu hiểu biết mà để, bởi vì những người nào mà cúng kiến một tính cá thể cho người thầy của mình, cho người mà chúng ta tôn sùng đó, thì đó chính là một sự cá biệt. Chứ nếu mà người mà hiểu biết được Phật Pháp thì người đó cúng cho cả thể, cả thảy, chứ không có riêng một ai. Thế đây, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là tất cả những cái niềm đau, nỗi khổ, cái tham, cái tà kiến, cái ngã mạn sân tật lẫn hối này, những cái pháp bất thiện, cái căn bản bất thiện, căn tham, căn sân, căn si, nó luôn luôn ngủ ngầm ở trong tâm ta. Bởi cho nên thế giới này mới là bất thế giới này đã là vô thường chắc chắn rồi, là vô sở hữu, đã đi bỏ tất cả. Hay là ngũ trần này như khúc xương khô, như bó đuốc ngược, như là khúc xương, vân vân. Hiểu như vậy, biết như vậy, và những người không hiểu không biết đó, như là con chó nó gặm xương, nó ăn không được nên nó gặm mãi. Phải nói dục này con người không tầm cầu được, không đạt được, cũng như con chó nó giành xương, giành một miếng xương, hai con chó nó đang thượng nhau, lại trời đừng cho cục xương rơi xuống. Câu nói này mới nói lên, lấy hình ảnh của con chó để ví dụ cho kiếp con người. Khi có cái lợi ích, khi có tiền bạc, khi có vật chất, khi có danh vọng, liệu chúng ta còn là bạn bè, liệu chúng ta còn là người thân của nhau, là cha, là mẹ, là con, là cô dì, chú, cậu, bác gì, ngay cả thầy trò, sư đồ cũng như thế. Mà chúng ta thấy biết bao nhiêu cuộc phân kỳ, phân ly, gây nên nhiều
ca quán niềm đau nỗi khổ của những gia đình tranh chấp với nhau, có thể giết chết, sát hại lẫn nhau bằng một cách sang đọt về tài sản thừa kế là đất đai hay tiền của, mà họ có thể giết hại nhau. Đấy, chính cái đó do cái gì đưa đến cái sự bất ổn? Cũng chính cái lòng tham. Bởi con người không có cái tàm quý, mà khi có lòng tàm lòng quý, biết ghê sợ, biết tôn trọng, biết ghê sợ, à, đó là cha là mẹ, đó là sư huynh của mình, đó là những người thầy, đó là những người ân của chúng ta, thì chúng ta đâu có sát hại, chúng ta đâu có ra tay. Ở đây chúng ta thấy vì cái lòng tham đó, có món mồi ngon đó, có món mồi ngon đó chính là sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xuất lại, mà anh em không nhìn nhận, cha con không nhìn nhận, vợ chồng ly biệt, con cái ly biệt, người thân ly biệt, ly biệt ngay trong hiện kiếp này, không giết nhau thì cũng từ nhau, và đưa lên nhiều một cái khắc khoải đau thương. Rồi cũng chính vì cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vì con xúc lạc, hay cũng chính vì danh lợi tiền bạc này, mà con người bất chấp thủ đoạn, hay là giả nhiều, hay là đánh đáo giả nhiều cái tật tánh để chiếm đoạt, hay là để thừa kế, hay là để thành tựu nó. Nó lớn, nó nhiều lắm. Mà phải nói rằng là cái sự xuyên suốt trong cuộc đời này, người ấy không bao giờ biết dừng tay. Không bao giờ biết dừng tay. Mà cũng chính cái lòng tham đó, họ mới chế tạo ra những cái chấn nghiệt nghiền ngập, gây mê nghiện ngập cho người, đến đến thân tàn ma dại. Họ bị, hay là họ vì cái lợi mà họ làm rất là, họ sản xuất rất là nhiều, ra nhiều, như chúng ta thấy như mà là ma túy hay heroin hay là vũ khí để họ thu lợi về, họ làm giàu nhanh. Và họ còn chủ trương rằng không có tự ý tế, xin lỗi, không có, như là nếu như chúng ta không biết mà tranh giành, không biết tranh thủ để tranh giành thuộc về mình, thì người đó rất là dở, rất là ngu si. Nó có một câu thành ngữ, tức là cũng như là gì? Người ta gọi là cái từ, tức là nếu như mình không suy xét, mình không có sự thâm độc, thì mình không phải là một trượng phu, mình không phải là một người hay ho. Mình phải thật sự là dỗi gian, mình thật sự phải biết tàn ác, hay là phải biết mạnh tay, thì chúng ta mới hàng phục được. Gọi là vô đạo trượng phu, ý nghĩa nó như vậy đó. Thì cái điều đó là người ta nghĩ theo một số chiều của cái lòng tham, của cái lòng sân, của lòng si, để sát hại, để giành được. Nhưng điều ngược lại, trên một tinh thần đó, họ lại tưởng đó họ hay, chính là họ cũng bất ổn. Khi họ gây nhiều quan trái quá đó, thì họ sống cũng bất ổn. Cái đó thật đó quý vị. Bây giờ có cái chúng ta đi tìm nơi, cái đất nước nào đó mà nó thanh bình, thể nơi đó cái điều kiện kinh tế, vật chất, xã hội nó nhẹ nhàng lắm. Chứ còn nếu như bây giờ, thí dụ như là chúng ta biết cái thế giới mà sống nó an bình nhất là ở Nepal. Như vậy, ở xứ nào mà nó ít có đau khổ, ít có mưu cầu cái tiện nghi sinh hoạt nhiều,
thì đất nước đó còn nhiều cái tài nguyên, nhiều cái môi trường và nhiều cái sự tốt đẹp, nó an lành. Bởi vì đất nước đó những con người ít lòng tham hơn, chứ không phải không có lòng tham, ít cái lòng tham hơn, cái căn tham, căn sân, căn si của họ nó giảm thiểu hơn so với những người khác, so với một số dân chúng ở các đất nước khác. Họ sống biết tri túc. Chúng ta chưa được như là cái xứ Bắc Cu Lu Châu, tức cái giới của tự nhiên, họ không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tài dâm, không có có rượu chè. Thì những nơi đó rất là an lành. Quả thật, thí dụ như vì chúng ta biết làm sao mà khi chúng ta ngủ không cần đóng cửa, khi chúng ta ra đi nhà cửa chúng ta không ai đụng chạm hết. Đây cũng là một cách sống, nó tạo một cái gì không gây cái sự sợ hãi cho con người. Chứ đâu cũng phải như bây giờ quý vị biết, người ta có nhiều tiền của hay người ta có cái vật gì mà họ bần cùng, họ sẽ đạo tặc. Đây cũng là một lý do bần cùng, lấy một cái lý do bần cùng. Cho nên đây cũng là một điều sai. Đây một lý do bần cùng mới sanh đạo tặc. Thì nếu không có cấp, không có lan gian lường, thì có gì mà sống, có gì mà hiện hữu, có gì mà ăn, vân vân. Chính họ đối xử với nhau không đúng pháp, tức là họ khen là họ không biết, cảm thấy xấu hổ khi mà đánh cắp của người, cảm thấy xấu hổ, có lòng tàm lòng quý, biết ghê sợ hổ thẹn tội lỗi khi mà dối lừa, khi mà đánh đập, khi mà sát hại người, khi mà hãm hiếp người, hay là khi dối lừa người, vân vân. Và họ đâu biết rằng cái đó chính là do cái gì? Do chất sai, do rượu chè bài bạc nó sinh ra. Từ cái rượu chè bài bạc đó là cái lòng tham muốn đó. Từ cái lòng tham muốn đó ngồi lại, khi mà rượu vào không còn điều khiển nữa, tâm không còn sáng suốt nữa, thì bắt đầu nói muốn tranh thua tranh hơn với nhau. Và cái tham, cái sân đó nó đi một cách liên tục. Hãy mà tâm có tham thì lòng sân không có, mà si thì là gốc. Mà sân có mặt thì không có tham. Bởi vì một cái kháng khích, một cái hưởng lạc cảnh, một cái bám biếu cái cảnh là tham. Còn sân là quỷ diệt đối tượng, khó chịu ở trong tâm, bằng một sự ganh ghét người ta hơn mình, mà đây là điều rất nguy hiểm. Chúng ta thấy tự nhiên mình nhìn người đó mình rất thích, mình nhìn cái đồ đó mình rất thích, mình nhìn cảnh đó mình rất thích, thì đó chính là cái ái tiềm miên nó khởi sanh lên liền. Mình thấy cái người đó mình rất thích, mình rất thương, ngược lại cũng thấy cái cảnh đó không thích, nghe cái tiếng đó không thích, ngửi cái mùi đó không chịu, đụng cái vật đó chúng ta không vừa lòng, cái thấy ngửi, nghe ngửi nếm đụng này chúng ta cảm thấy khó chịu, như gặp một người đó chúng ta cảm thấy ghét. Mà khi cái lòng của mình tự nhiên mình cảm thấy ghét, đó là cái sự bực bội, cái tật đố của chính mình nó khởi sinh lên, bắt đầu phải dò xét người thế này thế kia, tự nhiên chúng ta bực bội. Thì cái đó chính là cái gì? Cũng là cái tham tiềm miên nó ngủ ngầm và nó rực cháy, và cũng sân tiềm miên nó ngủ ngầm nó rực cháy lên. Và thế là chúng ta lời qua tiếng lại, thế là binh khí miệng lưỡi, từ binh khí miệng lưỡi nó hóa thành binh khí thật, đánh đập chém giết nhau bằng vũ khí.
Cho nên nếu mà chúng ta có cái tu thì chúng ta mới thấy, chúng ta mới thấy rằng khi một người người đó đó họ đang làm ác, chúng ta đừng có bình phẩm họ, chúng ta chê họ như thế này, chê họ như thế kia. Nhưng kính thưa quý vị, thấy họ như vậy mà chúng ta phải tự cảm lại thân mình. Liệu mình gặp cái hoàn cảnh đó, cái lòng tham của mình nó như thế nào đây? Cái lòng sân của mình nó như thế nào đây? Mình có thể làm hơn người ta không? Đây chính là cái sự tự quán, tự kiểm lại thân mình. Không có nhìn người mà nhìn lại mình. Cái ác của người là người tạo, chứ không phải là mình. Cho nên vì vậy không có, không cần thiết mình phải phân bua, không cần thiết mình phải bình phẩm người. Bởi vì chưa chắc mình với họ ai ác hơn ai, ai sân hơn ai, ai tham hơn ai, ai si hơn ai. Do cái gì? Do cái nghiệp duyên từ quá khứ, hay là cái bất thiện ngũ hầm của mình, nó lớn, nó mạnh, nó trợ tạo rất là lớn. Chúng ta thấy một người, chúng ta cho họ là hiền, cho họ là tốt, nhưng đến khi cái lòng tham nó xuất hiện nơi tâm của họ, cái lòng si nó xuất hiện, lòng sân nó xuất hiện trong tâm của họ, họ hành động những cái hành động của chính họ, chúng ta không ngờ, ủa tại sao người như vậy mà làm như thế này, tại sao người như vậy mà lại nói như thế này, ra những cái sự tình nó như thế này. Không tại ai đó, mà chính do cái lòng tham, lòng sân, lòng si của chính họ. Và lúc cái hoàn cảnh đó, điều kiện đó, cái tâm của họ khởi sanh lên, đúng hay sai, mạnh hay là yếu, tốt hay xấu, do cái phiền não đó hay do cái thiện tâm đó. Nhiều khi chúng ta nhớ có những lúc ám ác thì nhiều rồi, nhưng đều có những lúc tâm của chúng ta cũng phát khởi những cái đại nguyện, cái đại từ đại bi của chúng ta, nó không có, nó đặc biệt hơn những lúc bình thường khác. Tự nhiên chúng ta dám làm tất cả, thì ở đó cái căn thiện của chúng ta, cái duyên của chúng ta nó có, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta làm. Ở đây bởi vì cái hành động mà cái tu Panisya nó rất là đặc biệt, tức là chúng ta tạo cái thường cảnh. Khi nhìn thấy cái hình bóng đó là chúng ta biết cung kính. Khi thấy cái việc làm phước đó, làm thiện đó, chúng ta rất là vui thích để làm. Khi thấy cái sự tu tập đó, khi thấy cái sự tĩnh lặng, khi thấy cái sự bình an tâm hồn đó, chúng ta thích tu. Cũng phải tạo cái duyên. Cái duyên này, đây là cái duyên thiện. Cái pháp, cái này chính là cái sự chất chứa, cái sản, hay là chúng ta quân, gọi là quân tập công đức đó. Đó. Thế nó sẽ không mất. Ngược lại, chúng ta không quân tập công đức mà chúng ta tạo ác, thì ác nó cũng theo mình. Rồi họ nghĩ rằng không sao, họ cứ làm nhiều cái việc ác. Mà trong pháp của kinh dạy rằng là chớ khinh việc ác làm e, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hở, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Và từng cái mà chúng ta mới học cũng thời gian gần đây, là một con người chứa đầy tham sân si, quả ác hay tam nghiệp ác họ đang mang, họ từ chỗ tối họ lại càng đi đến chỗ tối nữa, họ làm các việc ác. Thở đó quý vị, ghê lắm.